Xin chào toàn thể anh em audio đã lại quay lại với Phạm Thức Audio trong ngày 16 tháng 12. Trong video này em xin phép được test cặp loa 401 màu vàng sáng nay vừa quay lên với giá 8,6 triệu. Sáng nay em quay lên và báo giá review tới quý vị và bạn. Và video này thì em xin phép được test với chiếc amply Pioneer SI9. Theo yêu cầu của anh Trung và anh đã đặt tiền cho bên em rồi, 1,8 triệu. 200.000 tiền cước đã nhận của bác, 200.000 tiền cước cặp loa này. Bác ở Hà Nội. Và cũng theo một số cuộc điện thoại trong một vài ngày vừa rồi, một số anh em với hai bác Thái Bình sáng nay vừa gọi điện đấy, thì có quan tâm đến con Amply Pioneer i9. Đấy, đây sản phẩm Amply Pioneer i9 đây. Có hơn chục con cơ, nhưng mới dọn được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con gì đó. Xếp tạm ra đây vài con và sẽ mở ruột gan một con bất kỳ, đọc số CD của nó và báo giá tới quý vị các bạn. Amply Pioneer i9 ở bên em là zin tuyệt đối, là đẹp tuyệt trần. Em khẳng định với quý vị bạn, có những con đẹp đến nỗi mà đẹp như mới luôn, đẹp chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp thôi đấy. Và trước khi vào vấn đề, anh em mình cùng nghe một chút nhạc một tí cho nó vui tai nhỉ. Đấy, bắt đầu đây, mời anh em quánh thẳng trực tiếp tiếng từ TV xuống nha. Tiếng trầm của nó quá hay luôn. Và đây là chiếc Amply Pioneer i9. Mời các bác cùng xem độ đẹp của nó này. Các bác xem có một cái dấu phẩy, một dấu xước gì không nào? Không có. Tuyệt đối không có. Con này đã thế nó lại còn là nguồn vàng nữa nhé. Nguồn vàng. Bên trong của nó đây, độ đẹp của nó là xuất chúng. Với cấu tạo 230W nhá. 230W một con. Các cái giắc cắm của nó này còn mới choang luôn. Số CD của con này là 2969. Này chị S90 à. Lăn đùng ngã ngửa ra luôn. Hai tụ nguồn của nó chập kép, đánh bù âm cho nhau, thằng này chính thằng này phụ. Đến khi mà mình vặn to lên thì thằng này sẽ cung cấp điện nối tiếp thằng này để giã cho cái độ lực của nó uy lực hơn, mạnh mẽ hơn. Amply Pioneer i9 thì nó mỏng về chiều rộng, chiều cao. Chiều cao của nó chỉ có 9/2. Nhưng cái ruột gan bên trong của máy thì nó cũng không thua kém gì những con máy to. Đấy, bởi vì là quan trọng là cái linh kiện bên trong. Đặc biệt bọn này nó còn chạy sử dụng đến 8 xo à. 8 suất nhá. Và những con suất này của nó khi nó sử dụng là như nào? Nó chạy hai con suất trước, sau đó khi bật to thì hai con suất kia nó sẽ đệm thêm, bù thêm, oánh thêm vào. Nên là dòng Amply Pioneer i9 có một cái hay của nó là khi bật càng to thì tiếng trầm càng lực càng mạnh và không bị hụt. Đấy là ưu điểm của Amply Pioneer i9. Chính vì thế mà sự lựa chọn của nó đánh vào S90 hoặc những cặp loa Nga, hoặc những cặp loa mà nó cần sự nội lực mạnh bass 30 thì Amply i9 cho ra chất âm uy lực nó là như vậy. Được chưa? Đây, ngoài ra bên em còn bằng này con nữa này. Các bác nhìn này, chả có con nào xấu cả, chỉ có con đẹp thôi. Giá chung kết của Amply Pioneer i9, những con đẹp xuất sắc như con này thì bên em bán ra với giá là 7,8 triệu một con. Giá này anh em nào mà chuyển khoản hết em sẽ bao cước. Còn nếu anh em nào mà ship COD em xin phép không bao cước. Tiền cước sẽ mất thêm một chỉ tầm 100.000 nữa. Và giá này thì nếu độ đẹp như này
và chọn như này, lựa như này và nguồn vàng như này, đời năm 1974 như này, thì xin lỗi quý vị và các bạn, em sẽ không trả giá dưới bất cứ hình thức nào. Sản phẩm bên em bán ra âm ly có bao test sử dụng cho anh em trong vòng 1 tháng nhé. Đấy, anh em có vấn đề gì cứ liên hệ lại sau khi mua hàng. Ngoài ra, hết thời gian bảo hành anh em hoàn toàn có thể liên hệ lại bên em nếu máy mắc có bị vấn đề gì, bọn em sẽ giải quyết cho anh em, rất đơn giản thôi. Anh em cứ mang xuống, em sẽ sửa chữa cho anh em, nếu như máy bị lỗi vấn đề gì đó em sẽ giúp đỡ anh em sửa chữa và sẽ đưa máy về bản tốt nhất, bởi vì em đang có những cái sản phẩm tháo rời ra để lấy linh kiện để có thể chuyển được sang cho nhau, nên các bác không phải lo. Và sản phẩm này và những cái linh kiện của trong máy thì em nói thẳng luôn là em sẽ không bán đồ nha. Em chỉ dùng để bán cho quý vị các bạn và chỉ sửa cho những anh em mua đồ ở nhà em thôi. Thế nên các bác thực sự phải lưu ý, một số anh em là rất hay hỏi điện bên em là em ơi có linh kiện của con này hay không, thấy em phá máy mà. Đây cụ thể như đây vừa mới phá một con 7800 trơn ra này. Đây này. Vừa mới phá một con 7800 trơn này ra. Đấy. Để lấy cái bóng đèn này của nó này, em vừa tháo ra này. Cái đèn vu này của nó này, tháo một bên ra này. Đấy, để lắp cho một bác để cho nó về bản zin xịn nhất có thể anh em nhé. Đấy, thế nên là anh em cần cái sản phẩm bên em thì bên em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình nhất có thể. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn anh em đã xem ủng hộ kênh của bên em. Số tài khoản của em ở trên tiêu đề. Anh em cứ có cọc là có COD. Còn nếu như chuyển khoản hết, em bao cước cho anh em sản phẩm này nha, riêng sản phẩm này thôi nhá. Rồi, cảm ơn anh em quý vị và các bạn.